Nhật ký số 7. Năm lên 7 tuổi, tôi đã nghiệm được tiếng gọi Chúa dứt khoát. Hồng Ân mời gọi vào bậc sống tu trì. Năm lên 7 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi đã nghe được tiếng Chúa trong tâm hồn. Đó là lời mời gọi tôi theo đuổi một nếp sống trọn lành hơn. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghe theo tiếng gọi ân sủng ấy. Tôi chẳng gặp được một ai giải thích cho tôi hiểu về những điều này. Nhật ký số 8. Năm 15 tuổi, tôi tha thiết xin cha mẹ cho vào nhà dòng. Nhưng các ngài đã cương quyết từ chối. Sau lần từ chối ấy, tôi đã quay về với những sự phù phiếm ở đời. Không còn lưu tâm đến ơn gọi, mặc dù tâm hồn tôi không được thỏa nguyện trong những điều ấy. Tiếng gọi thánh ân không ngừng gây cho tôi rất nhiều trăn trở. Vậy mà tôi đã cố gắng bóp nghẹt bằng những thú vui. Tận thâm tâm, tôi đã lẩn tránh Chúa, dành chọn trái tim cho các thụ tạo. Tuy nhiên, ơn Chúa đã chiến thắng lòng tôi. Nhật ký số 9. Lần kia, cùng với người em gái, tôi đi tham dự một buổi khiêu vũ. Giữa lúc ai nấy đang tươi vui, thì linh hồn tôi cảm thấy những day dứt đay nghiến. Khi bắt đầu khiêu vũ, tôi bỗng thấy Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh, người đang chịu cực hình, y phục bị tước lột, toàn thân đầy thương tích. Và người than với tôi những lời này: "Cha còn phải chịu đựng con cho đến bao giờ? Con còn phụ rẫy cha cho đến bao giờ nữa đây?" Lúc ấy, tiếng nhạc dìu dặt bỗng ngưng bặt. Những người khiêu vũ với tôi chẳng còn thấy đâu cả. Ở đó chỉ còn Chúa Giêsu và tôi. Tôi ngồi xuống cạnh người em yêu quý của tôi, giả vờ nhức đầu để che đậy những điều đang xảy ra trong linh hồn tôi. Một lúc sau, tôi lẻn ra về, bỏ mặc em tôi ở lại với những người khác. Và tôi đi về hướng vương cung thánh đường, thánh Stanislaw Kostka. Trời đã nhá nhem tối, trong thánh đường chỉ còn một vài người, không màng đến những gì đang xảy ra chung quanh. Tôi dấp mình xuống trước thánh thể và nài xin Chúa rủ lòng thương cho tôi, được biết sẽ phải làm gì kế tiếp. Nhật ký số 10. Lúc đó, tôi đã nghe được những lời này: "Con hãy lập tức đi Warsaw, con sẽ vào một tu viện ở đó." Tôi ngừng cầu nguyện, trỗi dậy trở về và lo liệu những gì cần giải quyết. Tôi đã hết sức cố gắng thổ lộ với chị tôi những điều diễn ra trong linh hồn. Tôi nhờ chị thưa lời từ biệt với cha mẹ. Và thế là, ngoài bộ đồ duy nhất trên người, không có một hành lý nào khác, tôi đã đến Warsaw. Nhật ký số 11. Khi bước xuống xe lửa và thấy mạnh ai đi đường nấy, tôi bàng hoàng hoảng sợ. Tôi sẽ làm gì đây? Phải hướng về ai đây, trong khi không quen biết một ai? Thế là tôi cầu nguyện với mẹ Thiên Chúa: "Lạy mẹ Maria, xin dìu dắt, xin hướng dẫn con." Lập tức, trong lòng tôi nghe được những lời bảo tôi rời bỏ thành phố và đến một làng lân cận. Ở đó, tôi sẽ tìm được một chỗ trọ an toàn qua đêm. Tôi đã làm theo, và quả thực mọi sự xảy ra đúng như lời mẹ Thiên Chúa đã dạy tôi.